Kẹo mút ông già Noel siêu cute luôn này anh em ơi. Hello cả nhà, lại là tôi đây. Chàng trai thích khám phá những loại kẹo đây nha. Cũng gần đến Noel rồi nên mình review cho anh em cây kẹo mút tay cầm có thể phát sáng được luôn nè anh em ơi. Kẹo hương vị trái cây thơm ngon và có thể phát sáng được nữa này. Món này chắc chắn không làm bạn thất vọng đâu nha. Kẹo mút phát sáng. Hello cả nhà, lại là tôi đây, chàng trai đam mê kẹo đây nha. Hôm nay cùng mình review món kẹo đẹp mắt này nữa nha. Đây là kẹo mút hương vị trái cây có vị ngọt thơm ngon nha anh em. Điều đặc biệt của cái món này là tay cầm của kẹo có thành dạ quang có thể phát sáng được nữa nè. Theo anh em thì món này được không vậy ta? Kẹo mút sắn sắc màu. Hello cả nhà, lại là tôi đây. Hôm nay review cho anh em một cây kẹo mút mới nữa đây. Kẹo thiết kế hình xoắn ốc với nhiều màu sắc bắt mắt. Chưa thưởng thức, mới nhìn thôi cũng đã thấy sự hấp dẫn vây quanh. Về độ ngọt ngào mà kẹo mang đến thì quá tuyệt vời. Một cây kẹo mút hình dáng đẹp mắt và thơm ngon anh em ạ.